Tiếp theo trang văn nghệ, tạp chí xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Ngôi sao trên đỉnh dốc Mù Trang của tác giả Ngô Tự Lập. Cả làng Hoạch, không một ai biết rằng đêm ấy thằng Hùng, con trai bà Hai Vách, đã trở về. Lúc ấy, gà vừa gáy canh tư. Bà Hai Vách nhận ra tiếng bước chân thằng Hùng khi nó vừa tới chân đồi. Những bước chân bây giờ mạnh mẽ khiến đất đồi rung chuyển lên từng đợt, nhưng vẫn láu ta láu táu như xưa, hệt như lúc nó mới tập đi chập chững trong tay bà. Bà nhào dậy, vặn to ngọn đèn dầu hỏa, rồi lập cập ra mở cửa. Đã bao đêm, bà chờ đợi giây phút này, mặc dù 4 năm trước, bà nhận giấy báo tử của nó. Bấy giờ, cả xóm kéo sang chia buồn an ủi. Với bản tính nhút nhát, bà không nói gì, chỉ cảm ơn mọi người. Nhưng sau đó, dứt khoát không nhận tiền tử tuất. Làm sao thằng Hùng của bà chết được cơ chứ? Nó còn trẻ lắm, khỏe lắm, ai cũng khen là hiếu thảo. Nó sẽ trở về cho mà xem. Bà biết nhất định nó sẽ trở về. Nó sẽ trở về để sớm bật dậy, vươn vai như một con gà trống choai chưa đủ lông cánh, xách 2 thùng nước, chạy một mạch từ dưới chân đồi lên. Nó cày giỏi, đường cày thẳng băng mà ngọt. Buổi chiều, nó vác búa đi đánh gốc bạch đàn, làm củi và không bao giờ quên kiếm đoạn rễ chay cho mẹ nhai trầu. Chẳng hiểu tại sao bà lại tin rằng thằng Hùng sẽ trở về vào ban đêm. Vì thế, ban đêm bà rất ít ngủ. Bà thắp ngọn đèn dầu để sẵn trên bàn thờ, dưới tấm ảnh chồng. Ở đấy bao giờ cũng có một cặp bánh chưng. Thằng Hùng thích ăn đồ nếp. Hồi còn ở nhà, có lần ngày Tết, nó nhai nhoay nhoáy, trông mà phát thèm. Bà còn dành sẵn vại gạo nếp trong nhà. Lo là lo thằng bé về bất thần, chứ còn bà thì cần gì? Vài lát sắn mèo trừ bữa là xong. Dầu, gạo nếp, đỗ xanh ngốn hết phần lớn số tiền bán hoa quả trong vườn. 4 năm nay, bà Hai Vách không nhớ đã bao lần gói bánh chưng để thay cho cặp bánh cũ đã mốc meo trên bàn thờ. 4 năm nay, ngọn đèn dầu trong trong thức đợi. Nhà bà Hai Vách nằm trên đỉnh dốc Mù Trang. Dân trong vùng đã quen, đêm đêm, từ dưới chân dốc nhìn lên, thấy ngôi sao nhỏ nhấp nháy cô đơn nhưng ấm áp. Người ta xót xa mà nói, tội nghiệp bà già, anh ấy làm sao còn trở về được nữa? Anh ấy làm sao còn trở về được nữa? Chiều tối hôm đó, dân làng lại nói với nhau như thế. Họ không thể ngờ được rằng niềm tin của bà mẹ già đã đúng. Thằng Hùng hiện ra trước cửa. Thằng Hùng đây, thằng tí nhau của bà đây. Nó mặc bộ quân phục, màu cỏ úa, ba lô trên vai, chiếc mũ có ngôi sao lấp lánh, cao lớn quá, chững chạc quá, đúng như bà tưởng tượng. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà khóc thỏa thuê. Nó đã đói ngấu rồi còn gì? Bà Hai Vách bóc bánh chưng rồi ngồi ngắm con ăn. Tổ cha nó, cái miệng nhai nhoay nhoáy, trông mà phát thèm. Lúc bấy giờ, trời đã gần sáng, dân làng Hoạch đang ngon giấc. Đêm hôm đó, cũng như mãi mãi sau này, không ai biết thằng Hùng đã trở về. Hai mẹ con, bà Hai Vách, không bao giờ còn xa nhau nữa. Ngôi nhà nhỏ cũng thôi nhấp nháy đêm đêm trên đỉnh dốc Mù Trang. Hôm sau, dân làng đưa bà đi bằng chiếc xe tang. Lễ mai táng vừa xong thì trời đổ mưa. Dân làng ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ họ vừa tiễn biệt một con người hạnh phúc. Thank you.
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi.